Khoe căn nhà mới to đùng, cô dâu 62 để lộ ngôi nhà cũ kỹ của bố mẹ chồng tại Cao Bằng. Sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe chi tiết thông tin này. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi lại tiếp tục quay trở lại với các bạn quý vị với một thông tin mới nhất vừa cập nhật, nói đến liên quan về đôi đũa lệch người Cao Bằng, đó là cụ bà U62. Và hôm nay báo chí đã vào cuộc và cũng đã lên tiếng về việc bà làm một căn nhà mới rất là khang trang, đứng kế cạnh bên ngôi nhà cũ kỹ, thậm chí còn rách nát của bên là ông bà già chồng. Thưa các bạn, mấy ngày vừa qua bà đã làm tổ chức lễ kỷ niệm 2 năm ngày cưới của mình với là chồng trẻ. Buồn là nhiều hơn vui. Bà mới làm xong thì cộng đồng vào ném đá quá là nhiều, nhất là những mạng bên truyền thông, bên Facebook, rồi bên là các kênh YouTube. Mọi người đều tập trung chỉ trích bà. Tại vì sao mà lại như vậy? Bà luôn là một con người đã có tuổi. Năm này là bà đã 64 rồi, nhưng chúng ta thường gọi là bà 62 để cho là dễ hiểu và các bạn cũng dễ kêu và dễ biết hơn. Tại vì là bà cụ 62 là tên tuổi gắn liền với bà từ lúc bà đã cưới chồng một phi công trẻ, làm cho nổi tiếng và tai tiếng cho đến ngày hôm nay. Thưa các bạn, ngày 20 tháng 9 vừa qua, vợ chồng bà cụ cùng chú rể trẻ đã tổ chức một lễ kỷ niệm 2 năm ngày cưới và mừng tân gia ngôi nhà mới. Và cô dâu 62 tuổi mặc váy cưới đón khách cùng với chồng trẻ là Hoa Cương, cắt bánh là trong ngày là sinh nhật ngày cưới. Sau bữa tiệc là tại ngôi nhà trên mặt phố Cao Bằng, tiếp tục bà ta lại đưa bạn bè về tân gia lâu đài tình ái mới dựng là gần núi rừng. Đây là một nơi mà vợ chồng của bà ta xây dựng để làm nơi nghỉ dưỡng của mình. Đây là một bài viết của một tờ báo nha các bạn. Và mới đây này thì trên kênh YouTube riêng của là hai vợ chồng bà đã đăng tải là cái clip là nội dung toàn cảnh túp lều tranh của hai vợ chồng là dưới thung lũng tình yêu. Và các bạn cứ để ý này, có thể thấy là con đường á, mà từ ở ngoài dẫn vào nhà bà ta là cái lối đi rất là nhỏ, băng qua một con suối là rất trơn trượt, nếu mà sau cơn mưa là rất là khó đi. Bởi vậy những bạn bè vào ăn tân gia nhà của là bà ta là nếu không quen quen đành phải là xuống xe dắt bộ. Và cạnh nhà mới của là cặp đôi là đũa lệch này là một con suối đó. Đây là rất là chi tiết cụ thể các bạn ạ. Và cũng trong chia sẻ này, nhiều người mới biết hóa ra nhà mới của cô ta, của bà ta lại nằm cạnh nhà chồng. Đó, tức là bà ta làm một căn nhà mới sát vách với là ông bà già chồng luôn. Đó các bạn, đó. Và so với căn hộ tiện nghi bằng gỗ của vợ chồng là của bà cụ này, thì căn nhà của bố mẹ Hoa Cương cũ kỹ rất là thê thảm luôn các bạn, thậm chí là còn rách nát. Tại vì bà ta làm một ngôi nhà sát vách, nhưng mà ngôi nhà của bà tất cả là bằng sắt, sau đó bà thưng bằng ván và bà lát là những cái giả gạch đồ rất là đẹp, tiện nghi là hai vợ chồng là coi như là sắm đầy đủ, rồi còn làm một cái hòn Nam Bộ ha trước nhà.
đó, bên cạnh nhà, rồi là trồng một vườn hoa kế bên suối đó. Và cách đây không lâu á thì bà ta khoe là từng nhận được lời khuyên của một dân mạng rằng đó, tức bà ta là đã rất nhiều là cộng đồng vào khuyên bà nên xây nhà cho bố mẹ chồng của Hoa Cường vì họ hiền lành và cũng sống là trong là không gian là chẳng được rộng rãi. Và những lời góp ý trước đó là bà ta vẫn là giữ rất là im lặng. Mà cái này là tôi cũng nói rất là lâu rồi. Bà có tiền, một thằng con trẻ, một thằng trai trẻ đi lấy một người vợ già bằng mẹ bằng bà của mình đó, mà không phụ giúp được gì cho là mẹ cha của mình thì bám váy làm gì? Bám váy để ăn cơm qua ngày thì làm gì cho nó mệt, phải không các bạn? Lấy làm gì nếu lấy được một người đã thua thiệt mình rất nhiều đó. Bà ta là 64 rồi, mình mới có là 28 đó, thì bà ta phải đối xử với mình như thế nào, đối xử với cha mẹ chồng như thế nào? Con đường này thằng chồng trẻ đi lấy một bà già, nó có tiền, rốt cuộc chẳng phụ giúp được là cho mẹ một cái gì, thì bám váy làm gì cho nó nhục. Ăn cơm thì đi về đi làm, về nhà đi ở với cha mẹ cũng có cơm ăn. Mình thanh niên trai trẻ thì làm đâu chẳng có cơm, phải không các bạn? Chứ đi theo bà làm gì à, để ăn được một bữa cơm ngon, là ở được một cái nhà mặt phố. Làm vậy cho đỡ uổng đời trai, chưa chắc bà chết đi rồi bà để lại cho di chúc, để lại tài sản cho đâu? Tại vì con bà thì quá trời là người luôn mà đó. Và tiếp theo bài báo nói là trước đó không gian bên trong tổ ấm của bà và Hoa Cương cũng được là chính chủ là hé lộ, vì mới chuyển về nhiều đồ đạc nên bên trong nhà mới của là bà cụ U62 này vẫn chưa được là sắp xếp gọn gàng đó. Thì các bạn đã biết cái ngôi nhà của bà rồi đó. Mặc dù căn nhà không hiện đại, chỉ được xây chủ yếu là từ gỗ đó, từ sắt, đúng chuẩn người dân dân là vùng cao, đồ đạc từ giường bếp ga tủ được là trang bị đầy đủ. Bà là có tiền mà bà sắm rất là đầy đủ. Mà các bạn nhìn kế bên ngôi nhà đó là một ngôi nhà của nhà sàn của là cha mẹ của là thằng chồng trẻ đó. Và biết trong khoảng thời gian dịch bệnh là diễn biến phức tạp, cặp đôi này sẽ ở lại đây khi nào là tình hình ổn định mới về là quay về thành phố. Đó. Từ hạng mục trong ngôi nhà đều được là bà ta và chồng trẻ cập nhật, không thiếu thứ gì cho là trực bên là những là cái trang bị về cái cá nhân của bà hết á các bạn. Đó. Và vừa rồi bà đã làm một cái đám, tức là ở dưới tổ chức ở dưới là thành phố Cao Bằng, xong bà tiếp tục dắt lên trên trên là núi rừng ngay chỗ là cha mẹ của Hoa Cương để bà tổ chức. Và bà mời tân gia cái nhà mới luôn, bà mời tất cả là họ hàng bạn bè, nhưng bạn bè đến rất ít, chỉ có họ hàng Hoa Cương là ở gần đó mà thôi, đa số là người đồng bào họ đến họ dự cái tiệc đó. Nhưng điều đặc biệt mình nói nhấn mạnh rằng thằng chồng trẻ vô dụng, chỉ đi theo bám váy bà, lấy một người nếu ví dụ bà ta có tiền, bà ta là một người già rồi thì phải lo lại cho là Hoa Cương. Như vậy thì đáng giá là một thằng đàn ông để bán cái là thân cho bà ta, nhưng đây đi theo bà ta chả được một cái gì, thậm chí đi ra ngoài đường ít khi nào bà ta cho tiền để mà dằn túi, chứ đừng có nói là cái chuyện mà cho cha mẹ chồng mà xây nhà, cái chuyện đó thì quên đi, đó là điều chắc chắn rất là nhục. Không biết là thằng này nó đêm nó ngủ nó gác tay lên trán nó suy nghĩ gì, tôi không hiểu mục đích của nó là gì. Tại vì bà ta thì sống cao lắm thì được bao nhiêu nữa, đúng không? Không phải là trù, ai rồi cũng đến tuổi già rồi cũng sẽ chết, phải ra đi, rồi cứ để lại gia tài này cho nó hay không, cái chuyện này thì để đó hồi sau rồi mới biết được, phải không các bạn? Không cách gì là biết trước được, nhưng trước mắt chúng ta thấy nó là bạc bẽo, nó là một thằng vô dụng, đối với là bất hiếu đối với cha mẹ già của nó đó. Xây một ngôi nhà là một ngôi nhà đẹp, cảnh vật hoành tráng, có hồn năm bộ, có khắc bia tưởng niệm đó, là của hai người, nhưng mà kế cạnh bên là một ngôi nhà cũ rách nát của bố mẹ mình, thì thật là đáng thương cho cái thằng này.
Vâng, đây là một thông tin và một tờ báo rất nhiều báo chí nhé mà các bạn, nhiều báo ngày hôm nay là lên là phản ánh về bà ta rất là nhiều. Hồi xưa là báo nói về hay của bà ta, nhưng càng ngày báo chí đã lật mặt và càng nói ném đá vào mặt của bà ta, nhưng bà ta vẫn thấy bình thường. Vâng, đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Đến đây tôi xin chào và tạm biệt.